thưa quý vị và các bạn, những người theo dõi kênh WinWin Việt Nam chắc chưa quên và thậm chí là còn nhớ rất nhiều đến người khách mời của tôi hôm nay. Đó chính là Trung Nguyễn Hữu Thái, người MC đầu tiên của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam khu vực phía Nam ngay sau giờ phút giải phóng 30 tháng 4. Và đây là một cuộc trò chuyện mà tôi nghĩ rằng là chú Thái cũng rất là bất ngờ, bởi vì cho đến bây giờ chú cũng chưa biết là nội dung của câu chuyện là gì. Gọi là tự sự thì đúng hơn là phỏng vấn. Bởi vì cháu thấy rằng là đó là cũng là cái cuộc đời của chú, và một cái chia sẻ, một cái gọi là giải bày mà cái nhu cầu của người lớn tuổi thì có lẽ là nó cũng là một cái nhu cầu. Cho nên là cái tập video đó thì đã được khán giả đón tiếp, cháu nghĩ là cũng rất nồng nhiệt. Và cho đến bây giờ cũng có rất nhiều khán giả mới tiếp cận. Và khi họ tiếp cận thì đại đa số cháu cho là những người nghiêm túc muốn đến với những thông tin lịch sử thật sự thì đều rất là trân trọng. Còn tất nhiên thì cũng có những người mà trong lòng còn lại thù hận, trong lòng họ vẫn còn thù hận và không muốn ghi nhận, thì cái đó thì nó cũng chỉ là xã hội thôi mà. Vâng, cháu nói như vậy là bởi vì cháu rất muốn biết chú sau khi mà cái loạt video đó phát lên thì chú có theo dõi nó không, và tâm trạng của chú như thế nào khi đọc những cái lời bình luận của khán giả, và chú có muốn trong những cái lời bình luận đó thì có cái bình luận nào mà khiến chú chú ý và chú muốn phản hồi lại hay không, thưa chú? Sau khi cái loạt năm cái tập đó ra đó, thì tôi cũng lâu lâu thì lấy ra bấm ra xem thử lại như thế nào thôi. Dạ. Nhất là coi những cái lời comment đó, dạ, lời bình luận của người ta thử có khác nhau gì lắm không. Dạ. Nhưng mà nhiều khi không cố ý bật ra là bật ra những cái kênh khác thì nó cũng ra những cái lần đó. Và tôi thấy là hai cái chủ đề mà người ta chú ý nhất là cái chủ đề thứ nhất là nói về cái trường hợp như là tôi là một đại úy Việt Nam Cộng Hòa, yeah, vì sao là đứng về phía cách mạng, yeah, thì cái đó họ cho là cái từ sự nhưng mà nó trung thực, yeah, của một cái người thanh niên Sài Gòn những cái năm 60. Và cái chủ đề thứ hai mà người ta chú ý nhiều nhất đó, dạ, mà có vẻ là thông tin của chúng ta tuy là có ngày 30 tháng 4 rồi nhiều lắm nhưng mà không nói rõ, dạ, là cái tộc mà kêu là nói là phát hiện ra người MC giới thiệu lời đầu hàng của ông Dương Công Minh, dạ, thì cái đó rất phản hồi rất là nhiều, dạ, mà đặc biệt tôi chú ý là anh em trẻ, dạ, sinh sau 75, người ta rất chú ý vì người ta nói cho đến bây giờ là những cái thông tin chúng ta toàn nói nghĩa là màu hồng ấy, dạ, chứ không phải là nó cái chuyện nó thật, dạ, và thật ra nó cũng không dễ dàng để mà chuyển biến một cái người như là ông đại tướng Dương Văn Minh, ông tổng thống cuối cùng đó, dạ, rồi để bàn giao chính quyền cách mạng, thì tất cả những cái đó là những cái trăn trở không phải của bản thân tôi mà cũng chính ngay cái trăn trở của cả một thế hệ, dạ, và chắc là những cái thế hệ trẻ muốn lớn lên sau này người ta muốn chú ý coi cái thời đó, dạ, những cái lớp người như vậy người ta đã nghĩ gì về cuộc chiến, dạ, và vì sao cái cuộc chiến nó kết thúc rất êm đẹp, dạ, và ý đổ máu như vậy, dạ, thì đó là cái quý giá nhất mà chúng tôi thấy là cái những cái phỏng vấn của chị Yến cũng như Win Win đã làm cho nó sáng tỏ cái chung quanh cái ngày 30 tháng 4. Dạ. Vâng, như vậy là chú có quan tâm và cũng chú có muốn trong những cái bình luận như cháu vừa đặt vấn đề đấy, thì trong những cái bình luận có những cái bình luận cũng là trái chiều, thì chú có muốn có cái lời cũng giống như là giải đáp đối với họ không? Tôi không ngại vì cái đó, vì thật ra là sau 75 thì rất có nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Dạ. Khi ở trong nước thì
chúng ta nói một chiều theo kiểu trong nước. Dạ. Nhưng mà khi đi ra nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Người ta không đồng tình, chúng ta cũng rất nhiều. Dạ. Người ta có nhiều người thậm chí là chống cộng. Dạ. Chẳng hạn tôi có gặp nhiều gia đình hồi xưa quen cũ của Sài Gòn. Nhưng mà họ nói là nếu ông Việt Cộng còn ở Việt Nam thì người ta không có về được. Tuy là cái gia đình rất đàng hoàng, cũng dạy con cái học tiếng Việt cũng đàng. Nhưng mà đó là gần như là một cái thế hệ nó bị in cái dấu ấn ở trong đầu. Dạ. Thành chúng ta trong một hai thế hệ khó gột rửa những cái mà người ta đã in ở trong đầu. Dạ. Thì cái chuyện đó thì bình thường thôi. Thì như chị có hỏi là có đọc những cái bình luận không, thì tôi cũng đọc khá nhiều. Nhưng mà tôi chú ý nhất là cái giới trẻ của mình. Có một số rất ít thôi, chừng 1/10 là trái chiều. Nhưng không mà 8-9/10 nghĩa là người ta nói rất đàng hoàng. Dạ. Nghĩa là người ta nói ý nhất là cái ông này, ông nói rõ ra cái giai đoạn đó khó khăn và những cái tâm tư nguyện vọng, thì ngày 30/4 nó mới sáng rõ ra. Dạ. Và kết cục lại là nếu xét cho cùng là cái đó là cái thắng lợi lớn của dân. Mà cái đó là ai cũng trân trọng. Dạ. Nghĩa là anh có chống cộng không chống cộng, ai chống cộng hơn là Nguyễn Cao Kỳ chứ. Dạ. Ông tướng Nguyễn Cao Kỳ là ông tướng mà gần như là hồi xưa chính ổng bắt tôi ở tù chứ đâu, năm 66. Rồi khi mà làm thủ tướng của miền Nam thì đã tàn sát biết bao nhiêu Việt Cộng, nhiều khi bay cả máy bay ra miền Bắc thả bom nữa. Thì chúng tôi thấy, nhưng mà cái tâm tình của ổng cuối cùng là sau này họ thay đổi. Dạ. Mà thay đổi là đứng trên cái quan điểm là chúng tôi thấy quan trọng nhất là cái vấn đề giữa người Việt Nam chúng ta làm sao tìm ra một cái kêu là cái mẫu số chung. Dạ. Rồi từ đó chúng ta mới xoáy vào để có hai bên tuy là có chống đối nhau nhưng mà sẽ đồng thuận trên cái mẫu số chung. Cái mẫu số chung đó ví dụ là cái gì? Là anh có đồng ý là nước nhà độc lập không? Vấn đề thứ hai là cái thống nhất đất nước là cái mong mỏi của dân tộc, anh có đồng ý không? Và anh muốn trong tương lai là nước nhà là thành cường quốc như người ta. Thì tất cả những cái đó là cái mà chúng tôi nói là những cái yếu tố của trong cái mẫu số chung đó mà ông có chống cộng, ông không chống cộng gì ông cũng phải đồng ý trên đó. Thì tôi đặt vấn đề rất rõ ràng, chẳng hạn như khi đi dạy hay là gặp gỡ những nhóm người này người kia ở trong miền Nam cũng không có nhiều người cũng không đồng ý với chính phủ ta đâu. Nhưng mà khi tôi hỏi những cái mẫu số chung đó anh có đồng ý không? Thì phần lớn họ nói là những cái khác có thể là cái râu ria hay là những cái gì đó có thể nó qua đi. Nhưng cái những cái mẫu số chung đó là nó sẽ còn tồn tại. Thì cái đó là cái quan trọng. Dạ. Nghĩa là quốc gia và dân tộc trên hết. Thì tôi nghĩ vậy. Dạ. Cái thời đại này thật ra cũng toàn cầu hóa rồi. Dạ. Nhưng mà nói toàn cầu cách nào, thế giới có phản cách nào thì mình đang đứng ở chỗ nào thì mình cũng có những cái tâm tư nguyện vọng của một cái dân tộc đó. Dạ. Thì cái đó là cái tự nhiên là mình muốn nước nhà độc lập và tự mình giải quyết những vấn đề của mình. Dạ. Chứ không còn để những cái thế lực nước ngoài nó xen vào. Dạ. Ở nhân câu chuyện mà chú vừa nói đến quyền lợi của quốc gia dân tộc về độc lập tự chủ thì nó cũng rất là thời sự nóng hổi bây giờ. Thì cháu cũng muốn hỏi chú như thế này. Hiện nay thì về mặt lý thuyết, tất nhiên là không phải lý thuyết mà là về mặt gọi là thông tin chính thống, thì nước Việt Nam là một và thống nhất, độc lập, tự lực tự cường. Tất cả những điều đó thì không ai nói trái. Và thực tế thì theo như nhận thức của cháu thì cháu cũng thấy là mình đang sống một cách rất tự do trên một cái đất nước được độc lập của mình. Và cháu đi từ Bắc tới Nam, từ Nam tới Bắc, đi từ đầu này sang đầu kia của đất nước một cách rất là tự do. Mặc dù cháu chỉ là một công dân bình thường, không chức, không quyền gì cả, nhưng cháu vẫn đi như thế thì cháu cảm nhận được. Và qua tiếp xúc với những người dân địa phương thì cháu cũng cảm thấy được là cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Họ rất hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây thì không phải là những cái chỉ số GDP hay là mức độ nhà lầu xe hơi, mà cháu thấy là họ sống một cách ung dung tự tại.
qua những cái cũng có trên kênh thì cháu cũng phát nhiều những cái video về cái cuộc sống của những người nông dân, ngư dân và những cái, tức là những cái thành phần cấu tạo nên cái xã hội bình ổn hiện nay, tức là một cái lớp nền tảng. Thì đó là suy nghĩ và nhận thức của cháu. Nhưng ở trên mạng thì lại có những cái luồng thông tin, và thậm chí là nếu ngồi ở hàng quán thì cũng nghe, ví dụ như là người ta nói tao vừa đi Cam Ranh về, ngoài đẩy nhóc người Trung Quốc, ví dụ như thế. Hay là trên mạng thì cứ nói, nhất là bà con ở hải ngoại thì cứ nói là cộng sản thì bán nước cho tàu rồi, rồi hiện nay nước Việt Nam mình là nô lệ cho tàu. Thì điều đó cháu rất là ngạc nhiên, bởi vì là mình là người đang thực sự sống, thực sự tồn tại, hiện diện, và cháu là người đi rất nhiều, có thể nói đi đến những vùng rất sâu rất xa, thì cháu không cảm nhận như họ nói như vậy. Nhưng mà những người không đi như cháu thì có khả năng là họ lại sẽ một phần nào dao động hoặc một phần nào là tin. Thì chú là một người, cháu nghĩ là vì có tuổi chú cũng không đi như cháu, nhưng chú lại có một cái đầu và chú biết tổng hợp tin tức này kia, thì chú nhận, chú gọi là, cái này thì cháu dùng cái từ như thế nào nhỉ, nhiều lúc cháu cũng bí từ đấy mà lại không được phép là nói sai. Thế là cái có thể gọi là nhận thức à, hay là chú hiểu về cái này theo chú tin tưởng. Chú cho là cái nền độc lập của chúng ta hiện nay có thật sự độc lập không? Hay cái phần mà người ta đang thông tin dư luận đấy, cái loại dư luận là mình là bị lệ thuộc vào Trung Quốc, rồi thế này thế nọ thế kia ấy, thì nó, cái thông tin đó thì theo chú, thì quan điểm của chú là như thế nào? Nếu mà chỉ lấy cái hiện tượng mà người Trung Quốc có mặt ở Đà Nẵng hay là Nha Trang hay cái này kia mà nó là nhiều, thì thật ra bây giờ chị thử qua Thái Lan xem. Dạ. Hay Malaysia, Indonesia chẳng hạn, người Trung Quốc đi du lịch vẫn đầy. Dạ. Mà ngay tôi qua bên Pháp hay là những nước Âu Châu, bây giờ chính người Trung Quốc là đi qua mua những cái đất ở bên Pháp. Thế ạ. Rồi Úc là người Trung Quốc mua đất rất nhiều. Dạ. Họ gần như là, phải công nhận là họ 1 tỷ dân ở trên thế giới, gần như 1/6 dân của thế giới. Dạ. Thì mà bắt đầu là kinh tế người ta lên nữa, thì cái hiện tượng người Trung Quốc đi du lịch là bình thường. Dạ. Thành mình không thấy, là dĩ nhiên cũng có những người nghĩa là cũng trình độ thấp, họ gây cái chuyện này chuyện kia ở địa phương. Thì cái chuyện đó Thái Lan nó cũng gặp. Dạ. Anh đã mở cửa làm du lịch là cái chuyện đó là ngay người Trung Quốc tới khạc nhổ hay nói o ngon ở những cái thành phố nước Anh, thì nhiều người dân địa phương người ta cũng khó chịu. Nhưng mà thật ra thời thế anh thay đổi rồi. Dạ. Hồi xưa là cái dân anh cũng ngon lành gì mà anh đi tới nước này nước kia còn quạnh hè rồi đủ thứ còn. Chứ bây giờ người ta đi du lịch thì thật ra là cái ứng xử của họ thì nó thói quen của người Trung Quốc rồi. Nói to tiếng, khạc nhổ hay là cái này kia thì là bình thường thôi. Dạ. Tôi thấy cái chuyện nó không nên đặt vấn đề lớn. Dạ. Thành tôi nghĩ là cái quan trọng là mình coi thử cái vấn đề, cái quyền, nghĩa là quyết định ở trong nước là do ai. Dạ. Thì rõ ràng là giữa người mình với nhau. Dạ. Tuy là bộ máy của chúng ta cũng chưa là hoàn hảo lắm, cũng có chuyện này chuyện kia chứ không phải là ngon lành gì. Dạ. Nhưng mà thật ra những cái đó là hiện tượng thôi. Dạ. Tôi thấy không phải là bản chất vấn đề. Dạ. Tôi cũng gặp nhiều người Việt kiều về thì người ta lúc đầu thì họ cũng sợ về Việt Nam nữa, nhưng mà cuối cùng họ về thì họ thấy rõ ràng là nước chúng ta có độc lập. Dạ. Và nước chúng ta có tự quyết định những cái vận mệnh của mình. Dạ. Được, có nhiều người cũng trách nhà nước kiểu này cái kia, nhưng mà nhiều khi tôi nói thôi bây giờ khách quan mà anh ngồi anh thử nắm quyền như mấy ông lãnh đạo hiện tại, cái ứng xử anh như thế nào? Dạ. Ít nhất là đối với Trung Quốc. Dạ. Anh nước nhỏ xíu mà ở một bên là một nước 1.2 tỷ dân số thế giới. Dạ. Thì anh cái thái độ anh cũng rất khó. Dạ. Tôi được từng qua những nước ở Trung Nam Mỹ và người ta cũng ghét cái người Bắc Mỹ là người Mỹ lắm, người Hoa Kỳ đó. Dạ. Họ ghét lắm, nhưng mà thật ra cái thế mạnh của cường quốc của Mỹ nó vẫn lan tỏa xuống những nước Nam Mỹ. Dạ. Nhưng mà vấn đề chính là cái nước đó người ta có độc lập không. Dạ.
thì họ độc lập thì họ rất là đàng hoàng, họ cũng không sợ gì Mỹ. Thành tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy thôi. Những cái hiện tượng du lịch người Trung Quốc thì là bình thường thôi. Tôi nói có vấn đề sâu xa hơn là vấn đề chủ quyền dân tộc. Thật ra mình có thấy là người Trung Quốc có xen vào những cái vấn đề nội trị của Việt Nam không? Chắc chắn là không. Thành cái đó là cà phê, cà pháo ở trong thành phố thì nó hơi nhiều. Nhưng mà thật ra xuống nông thôn vùng xa rồi thì thật ra đâu có thấy bóng dáng người Trung. Hay là có thì họ tới, họ cũng mua sản phẩm hay là nông sản để người ta dùng thì cái chuyện đó bình thường. Có là chưa kể là đọc báo chí nước ngoài thì thấy bây giờ là nhiều nước Âu Châu là bây giờ người Trung Quốc tới mua nhà cửa, mua cả ruộng vườn của họ. Nhưng mà thế giới là bây giờ bình đẳng, anh có tiền tới mua cho anh có quyền cấm gì đâu. Thì tôi không ngại những cái chuyện mà kêu là những hiện tượng là người Trung Quốc có mặt ở Việt Nam thì cái chuyện đó bình thường, mà nhất là chúng ta ở gần cái nước Trung Quốc nữa. Thì bây giờ tôi nói là sơ sơ, nhiều người chửi Trung Quốc, nhưng mà tôi nói là cái chuyện sát bên này là bây giờ là hàng hóa nông sản anh ở miền Nam này, anh ra Lạng Sơn anh coi cái chỗ cửa khẩu, trời, hàng miền Nam được tuần tuần qua bán cho Trung Quốc. Vì thật ra cái thị trường Trung Quốc tương đối nó còn dễ dãi hơn. Đúng rồi ạ. Chứ anh muốn anh bán cái đồ nó qua Nhật hay là qua Âu Châu thử, trời, nó đặt cả trăm điều kiện. Dạ. Nó cho hàng anh không. Dạ. Trong khi hàng đống đồ nông sản chúng ta là hàng xuất qua Trung Quốc. Dạ. Tự nhiên Trung Quốc cũng xuất những cái đồ của nó qua Việt Nam, nhưng mà đó là tiền nào của nấy mình dùng thôi. Dạ. Nếu mình dùng đồ xấu của Trung Quốc là do người mình chứ không phải là do người nước ngoài. Dạ. Mình mua cái đồ rẻ tiền của nó hay đồ dỗn của nó thì về mình ráng chịu chứ làm sao vậy. Dạ. Thì tôi nghĩ những cái hiện tượng đó cũng không đáng sợ lắm. Dạ. Mà tôi nghĩ là cái người có suy nghĩ là người ta hiểu. Dạ. À, vâng, cháu thì lại nghĩ là mình thì du lịch là tính cái lượt người vào Việt Nam chứ đâu có tính là người nước nào ạ. Cho nên là dù là người Trung Quốc hay là người Nga hay người Mỹ, họ vào càng nhiều càng tốt. Họ đến là họ đem tiền đến cho mình mà, đúng không chú? Vâng, nhưng mà... Chị thấy ngay cái vấn đề cái World Cup vừa rồi ở Nga. Dạ. Ai cũng đoán trước là Nga sẽ thế này thế kia, là họ sẽ không đoán được. Nhưng cuối cùng cái World Cup Nga nó tổ chức một cái World Cup rất là đàng hoàng. Gọi là hoàn hảo. Mà bao nhiêu ý nghĩ xấu về Nga hồi xưa là bị đánh tan đấy. Dạ. Vì thực tế cả triệu người nước ngoài tới người ta tham dự đó, thấy dân Nga đối xử như thế nào. Dạ. Không bao giờ có những cái chuyện trộm cướp lặt vặt. Mà trước khi đi là trời, báo Mỹ báo với anh là nó đăng lên tùm lum, nó tới Nga là phải có chuyện bị ăn cướp, ăn cắp, có đủ thứ. Mà cuối cùng thấy có gì đâu. Dạ. Thành như vậy là chính cái thực tế hành động bên ngoài đó diễn tả được cái trình độ. Dạ. Thành ra anh đừng có nên có những cái thành kiến, cũng như vấn đề bây giờ nói thành kiến khách du lịch Trung Quốc. Thật ra bây giờ Việt Nam không đón vào thì du lịch của mình làm sao bật lên được. Dạ. Người càng nhiều càng tốt thôi. Dạ. Cái tầm văn hóa của từng loại khách, nhưng mà dù như thế nào thì họ vẫn là khách hàng, đúng không chú? Và họ đến thì về mặt kinh tế mà nói, đó cũng là một nguồn thu nhập. Cũng như chú vừa nói về cái nông sản của ta thì cũng nhiều câu chuyện khóc cười chung quanh cái việc nông sản, nhưng đó nó cũng là một cái chủ đề. Chú có ý kiến gì không? Hai vấn đề thứ nhất là nhiều người trách là Trung Quốc nó bán hàng dỗn qua Việt Nam, Việt Nam dùng hàng giả không? Dạ. Vấn đề đó chúng tôi có đặt ngay những cái bên tham tán của sứ quán của Trung Quốc hay là nói chuyện bình thường với họ. Dạ. Họ nói thật ra, thành thật mà nói là do các anh chứ không phải do Trung Quốc. Vì anh có mua Trung Quốc, bây giờ là, ví dụ cái hàng đó nếu ở Mỹ nó xuất là cái hàng nó bán 100 đô la, trong khi anh mua có 10 đô la. Dạ. Thì bây giờ cũng phải bán hàng dỗn qua 10 đô la. Chất lượng cũng phải bằng 1 đô la. Cái đó anh ráng chịu, chứ còn nó vẫn làm được cái hàng trăm đô la. Dạ. Nhưng mà tùy theo thị trường. Dạ. Tiền nào của nấy. Dạ. Rồi vấn đề thứ hai là chị nói vấn đề nông phẩm. Nhiều người thì trách là nó Trung Quốc qua nó mua được này được kia rồi nó có hại mình,
nó mua những cái rễ cây quý hay là cái này kia rồi nó lấy hết. Thật ra người buôn bán làm ăn thì họ cái yêu cầu của thị trường của họ cái gì thì cái người đi buôn bán người ta tới tìm cái hàng hóa đó không, không phải là Việt Nam thôi, họ có thể qua Thái Lan, qua Malaysia thì cái vấn đề nó bình thường thôi, đừng trách người ta. Nhiều khi là trách ngược lại mình đi. Do mình chủ động nhiều, tôi thấy trong nó có vấn đề người mình xấu nhưng phải là người Trung Quốc xấu, thành tôi nghĩ là nên khách quan và công bằng. Cái chuyện trên thế giới thì nó chưa công bằng, chứ bây giờ người Trung Quốc mà họ có tiền, họ qua Mỹ họ vẫn sai hay họ đi tới đi lui thì có ai nói gì họ đâu. Dạ. Cũng như người Mỹ tới Trung Quốc người ta đâu có bị cản trở gì. Dạ. Tôi thấy họ rất bình thường nếu mà đối xử bình đẳng với nhau. Dạ. Thì đó là chúng ta tập thói quen đừng có nghĩa là quốc gia dân tộc quá thì nó cũng không có đáng. Dạ. Cái đó quá khích. Dạ. Chứ còn thật ra bây giờ mình phải nhìn như là một cái thế giới phẳng và đã đến thời đại toàn cầu. Dạ. Bây giờ anh bay máy bay mấy tiếng hồ đã tới chỗ này chỗ kia xa xôi nhất thì cái chuyện là trong tương lai là một cái công dân toàn cầu thì Việt Nam cũng tập nên sống theo kiểu đó. Dạ. Cái câu này thì nó có mâu thuẫn với cái ý ban đầu mà chú nói là cái mẫu số chung ấy, lúc mà nói về mẫu số chung là bình thường thôi, là như thế này, tuy là thế giới là một. Dạ. Nhưng mà cuối cùng nó có những cái vùng khác nhau, cũng như ngay trong nước mình, các người Hà Nội cái tâm lý của họ cũng khác với người Sài Gòn. Dạ. Ví dụ bình thường tuy là dân Việt với nhau nhưng mà nước ngoài mới nhìn vô chung người Việt Nam thì thấy là cái chung họ có cái đó. Dạ. Làm sao họ phân biệt được người Hà Nội người Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà tôi nói cái mẫu số chung là mẫu số chung của từng địa phương một, nó có những cái vấn đề đó của địa phương thì anh nên tôn trọng những cái đó thôi và anh nên gìn giữ. Nhưng mà trong tâm thức của mình vẫn luôn nói là cái thời đại 4.0 kiểu này, nghĩa là thời đại khoa học công nghệ kiểu này, thì chúng ta nên có cái tâm thức của người của thế giới. Yeah. Là nó có những cái tâm lý chung hay là có những ứng xử của người quốc tế. Yeah. Thì đó là tôi muốn nói. Chứ còn mẫu số chung thì chúng ta vẫn giữ mẫu số chung của riêng vùng của mình, địa phương của mình. Chẳng hạn như ông Sài Gòn, ông cũng đi giữ tính cách người Sài Gòn. Yeah. Rồi ông Hà Nội thì cũng đi giữ tính cách người Hà Nội. Yeah. Nhưng mà đừng có quá đáng đâu. Yeah. Còn cái gì chung là tốt thì mình phải. Nhân câu chuyện về toàn cầu, về thế giới phẳng thì cháu lại nhớ đến một cái câu, một cái điều mà bây giờ thì ít người nói đến, nhưng chúng cháu là một cái thế hệ mà được giáo dục rất nhiều. Đó là thế giới đại đồng, là cái thế giới đại đồng là cái mục đích mà chủ nghĩa cộng sản hướng tới. Thì so với cái toàn cầu bây giờ thì chú có thể phân tích cái sự giống và khác nhau của nó hay không, và bằng một cái cách mà truyền thông đưa thì họ cho rằng cái chủ nghĩa cộng sản nó là một sai lầm của nhân loại bằng một cái cách, nhưng để đến với một cái thế giới đại đồng mà cộng sản nói như chú vừa nói đấy, tức là một cái thế giới phẳng, một cái mà bây giờ đang dùng là toàn cầu hóa, công dân toàn cầu, thì nó có cái khác nhau và giống nhau như thế nào ở trong cái đó. Và khi mà toàn cầu hóa nhưng mà người ta lại vẫn cứ chống cộng, và người ta lại ngay như chú xem bình luận ở trên cái kênh của mình đấy, thì có những người ta vẫn coi cộng sản giống như không phải là người, mà họ lại đang đòi đấu tranh, đòi nhân quyền, thì không nhẽ, ví dụ cháu với chú là một người cộng sản chẳng hạn, thì không nhẽ là mình không có quyền nhân quyền hay sao? Cháu thấy nó rất là mâu thuẫn ở chỗ đó. Thì chú có quan điểm như thế nào về điều này? Chúng tôi nhớ những năm ở miền Nam. Dạ. 60 khi chúng tôi tranh đấu nằm trong tù hay là những giấc mơ của chúng tôi luôn luôn thuyết phục với ông cách mạng cộng sản là cái thế giới đại đồng. Dạ. Cái lý tưởng đại đồng của ông. Dạ. Ông cho gần như là ngay trong tuyên ngôn là cộng sản mọi người là anh em, gần dạ. như là đồng chí anh em với nhau và không phân biệt đối xử. Dạ. Mà cái đó là cái lý tưởng mà gần như những cái tôn giáo hay là cái nào lớn ở trên thế giới hay là những chủ thuyết gì lớn nhất cũng là quay vô để
thế giới người ta bình đẳng với nhau và sống chung với nhau, không phân biệt màu da, giới tính hay cái này kia. Thì cái đó là ông Cộng sản đi đầu. Dạ. Cho đến bây giờ thật ra họ nhiều người phê bình nói là Marx hay là Lenin hay là cái này thì cũng xưa quá rồi, thì không còn ấy, không còn thích hợp rồi. Nhưng không phải đâu. Bây giờ chẳng hạn như là ngay chủ nghĩa Marx, những thế giới trong phương Tây vẫn còn học nghiên cứu, vì họ nói đó là một cái giai đoạn người ta đã đóng góp vô để cho làm cái thế giới thay đổi. Vì cái đó là gần như phản ứng lại cái chủ nghĩa tư bản. Dạ. Mỗi năm và nó kèm theo là cái chủ nghĩa đế quốc nó đi lắng lát trên cả thế giới. Dạ. Mà nước chúng ta là cũng nạn nhân của nó. Thành cái lý tưởng mà thế giới bình đẳng và toàn cầu đó thì những năm 60 anh em ở miền Nam có lý tưởng cũng đã suy nghĩ tới. Dạ. Và cũng thấy ở Việt Nam thì con đường của người Cộng sản đây là con đường làm con đường đó. Dạ. Tuy là có thành công tới mức độ nào thì mình chưa thấy rõ ràng, nhưng mà rõ ràng là lý tưởng của họ là lý tưởng đại đồng và toàn cầu hóa. Thì như vậy là thật ra khi thành tư bản nó cũng đặt vấn đề thế giới đại đồng của nó. Dạ. Nhưng mà theo cái mô hình của nó. Dạ. Thành tôi nói là bây giờ mỗi nước tùy hoàn cảnh của mình có những cái lý tưởng của mình và có những cái quan niệm về thế giới đại đồng của mình. Dạ. Và Việt Nam, trong cái khung cảnh Việt Nam, qua những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, qua những cuộc chiến tranh để chống lại đế quốc thực dân, thì chúng ta đã thực hiện một phần cái thế giới bình đẳng đó. Dạ. Thì cái đó là chúng ta phải làm tiến lên thôi. Dạ. Chẳng hạn có nhiều người, tôi vừa rồi có đọc những cái hồi ký của ông Lý Quang Diệu trước khi ông chết, thì ông có nói, ông có cái tầm nhìn của ông có thế giới rất là nhiều. Ông, thế giới chúng ta tự cho là thế giới phương Tây là tư bản là kiểu này, chúng ta đừng có quan niệm là chúng ta là những người nghĩa là gần như là phải chuyển đổi những cái dân tộc khác muốn như thế nào thì chúng ta chuyển đổi không được đâu. Chẳng hạn như bây giờ Trung Quốc nó 1 tỷ người như vậy, bắt nó phải theo cái kiểu mô hình của dân chủ của theo kiểu Mỹ thì người ta làm sao chấp nhận được. Cũng như bây giờ nói là Việt Nam, bây giờ chúng ta bắt phải theo cái mô hình của một cái nước Pháp chẳng hạn. Thật ra cái hoàn cảnh nước Pháp nó khác mình, thành không nên bắt người ta thay đổi chính thể hay là cái này cái kia. Nhưng vấn đề chính là anh có đồng ý những cái điểm mà nhân loại sẽ tiến tới không, là trong tương lai là như thế này. Chắc chắn là không có phân biệt màu da, chắc chắn là không việc giai cấp, chắc chắn là không phân biệt giới tính. Tất cả những cái điểm chính đó nếu trong lý tưởng Cộng sản có thì vì sao chúng ta không nhân nó lên và trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam chúng ta đưa tới, cũng như không thể ép buộc những người khác làm những công việc mà người ta không muốn. Một cái dân tộc là họ những cái lịch sử và có quá khứ của họ, cũng như dân tộc Việt Nam chúng ta là phải nhận mình có cái quá khứ là mình chống đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân, và chúng ta đã cách đây 40-50 năm chúng ta đã thực hiện được cái đó bước đầu. Thì bây giờ là luôn luôn trong cái chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam vẫn nói ra, mình phải khách quan mà nhìn là rõ ràng người ta vẫn nói là mơ tưởng đấy một cái thế giới bình đẳng. Mà cái chuyện đó là cái chuyện anh nào lý tưởng toàn thế giới tôn giáo là cái này thì rõ ràng ai để cũng mong muốn được đấy. Nhưng mà mỗi bên thực hiện theo cách của mình. Dạ. Thì chúng tôi nghĩ là người Việt Nam cũng có cách thể hiện của mình, thì không nên là bắt người này người kia cũng phải giống mình, thì chuyện đó là bình thường. Trong cái thế giới đại đồng và cái toàn cầu thì cháu thấy nó có cái chung là bình đẳng màu da, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giới tính. Thì rõ ràng những cái này là nó bắt nguồn từ cái chủ nghĩa cộng sản. Và nếu như như chú vừa nói đấy, nó đã đóng góp một cái phần rất lớn vào lịch sử thế giới. Nếu như không có cái chủ nghĩa cộng sản để đấu tranh cho cái này thì có lẽ bây giờ cũng không biết thế nào chú nhỉ, làm sao mà có một cái bước tiến của thế giới bây giờ như tôi thế được. Cụ thể Việt Nam không ạ? Dạ. Tất cả chính thể hồi xưa những năm 60 ở Việt Nam. Dạ. Nói là không phân biệt nhưng mà vẫn phân biệt chủng tộc.
Dạ. Người ta nhìn người Tây Nguyên, những dân tộc thiểu số dạ. là như những là hạ cấp. Dạ. Mà cứ nói là người Cộng sản không chấp nhận. Dạ. Rõ ràng trong những tuyên ngôn, trong những cái tuyên ngôn độc lập hay là những cái ý của Bác Hồ nói ra. Dạ. Bác Hồ là những người Cộng sản Việt Nam tôi cũng nhận là những người